Triệu Vy bị tóm cảnh đưa tình trẻ về nhà qua đêm sau buổi hẹn hò, hết đường chối cãi. Sáng sớm ngày 24 tháng 3, loạt hình ảnh Triệu Vy hẹn hò cùng trai trẻ đã được Sina và nhiều trang giải trí lớn Trung Quốc đăng tải. Theo đó, én nhỏ đã bị cánh săn ảnh bắt gặp khi đi ăn đêm cùng bạn trai tin đồn. Tối muộn ngày 23 tháng 3, hàng loạt blogger đình đám xứ Trung đồng loạt đăng tải tin đồn một sao nữ hạng A của làng giải trí đã ly hôn. Một vài dữ kiện về nhân vật này được đưa ra là sao hạng A là diễn viên, Weibo sắp đạt 100 triệu fan, có phim cực hot. Ngay lập tức, thông tin này khiến cộng đồng mạng xôn xao, Triệu Vy là một trong những cái tên lọt vào diện nghi vấn. Sau đó, công ty quản lý của Triệu Vy lên tiếng bác bỏ thông tin và mong mọi người không nên tin vào những tin đồn này. Riêng Tiểu Yến Tử vẫn giữ im lặng trước những hình ảnh phơi bày trên báo chí. Trang Sohu cho biết, Triệu Vy ngày hôm đó đã đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, cô mặc một chiếc áo khoác dày, ra khỏi nhà hàng trước, cố tình giữ khoảng cách với Kha Dục Danh. Chỉ vài bước chân sau, Kha Dục Danh cũng rời khỏi nhà hàng. Cả hai nhanh chóng bước tới một chiếc ô tô đỗ gần đó. Điều đáng nói sau khi dùng bữa xong, cặp đôi cùng nhau trở về khu nhà của Triệu Vy, chứng minh mối quan hệ vô cùng đáng ngờ. Đây là lần thứ 3 Triệu Vy bị bắt gặp cảnh hẹn hò, thậm chí dấy lên nghi vấn ngoại tình với Kha Dục Danh. Điều đáng nói, Huỳnh Hữu Long, chồng cũ của Triệu Vy đang vướng phải khoản nợ khổng lồ. Tuy nhiên, giữa anh và vợ suốt thời gian dài vừa qua không hề tương tác. Thời gian gần đây, netizen không thấy Triệu Vy đăng ảnh chồng, thuở mận nồng nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách thường xuyên đăng ảnh khoe chồng. Không những thế, vào tháng 7 năm 2020, Triệu Vy bất ngờ xóa hết những tấm ảnh liên quan đến ông xã. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn ly hôn của Triệu Vy. Tiểu Yến Tử hiện vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn gương vỡ này. Tháng 9 năm 2020, cánh săn ảnh chụp được loạt ảnh hẹn hò giữa Triệu Vy và Kha Dục Danh. Cặp đôi bị phát hiện cùng nhau dạo phố, mua đồ ăn và lái xe về nhà riêng. Tiếp đó, Quy Quy, Sohu tung bộ ảnh sao nữ đi ăn tối cùng nam đạo diễn ở một nhà hàng Nhật. Cả hai dành cho nhau nhiều hành động thân mật, song ánh mắt liên tục dò xét, cảnh giác với mọi người xung quanh. Sina khẳng định họ từng bắt gặp bộ đôi nghệ sĩ thường xuyên ra vào nhà riêng của nhau. Bạn trai tin đồn của Triệu Vy được đồn đoán là một phú nhị đại tên Kha Dục Danh. Người này kém Triệu Vy 8 tuổi. Bất chấp tin đồn hẹn hò, hai người không ngại tương tác trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân của Kha Dục Danh, 80% nội dung liên quan đến Triệu Vy. Theo Sina, Kha Dục Danh là con trai của một gia đình giàu có, mẹ anh là một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, hiện đứng tên 20 công ty. Kha Dục Danh sinh năm 1984, xuất thân trong một gia đình quyền thế giàu có, từng theo học tại Đại học Goldsmith, khoa học xã hội hàng đầu thuộc Đại học London. Đạo diễn họ Kha ngoài đeo đuổi đam mê nghệ thuật còn là giám đốc điều hành tại công ty của mẹ. Việc Triệu Vy gắn bó với Kha Dục Danh càng củng cố tin đồn cô đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Hiện tại, mọi hình ảnh trên trang cá nhân của Triệu Vy chỉ bao gồm công việc và bạn bè, con gái. Trước khi Triệu Vy dính ồn ào chia tay chồng, doanh nhân Huỳnh Hữu Long, cặp đôi từng được đánh giá là gia đình nghệ sĩ giàu nhất nhì giới giải trí Trung Quốc, nhờ đầu tư vào nhiều lĩnh vực bất động sản, trang sức, rượu. Họ có nhiều nhà đất, sở hữu trang trại rượu Chateau Montlot ở vùng Saint-Emilion, miền Tây Nam nước Pháp. Hiện tại, Triệu Vy vẫn đứng tên sở hữu trang trại rượu và không ngừng quảng bá cho các sản phẩm này. Năm 2018, công ty truyền thông Long Vy do Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đứng tên bị cáo buộc nhiều sai phạm trong giao dịch chứng khoán, tài chính không minh bạch, khai khống giấy tờ, lũng đoạn thị trường. Sau sự việc, tháng 11 năm 2018, Sở Chứng khoán Thượng Hải cấm vợ chồng Triệu Vy cùng một số cộng sự không được phép giữ các chức vụ quản lý, giám sát của công ty lên sàn chứng khoán trong vòng 5 năm. Hôm ngày 12 tháng 3, cô đón sinh nhật đón tuổi 45, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh lẻ bóng kỷ niệm tuổi mới. Huỳnh Hữu Long không có bất kỳ động thái nào chúc mừng bà xã. Từ đầu năm, Triệu Vy tham gia nhiều sự kiện thời trang. Tối ngày 23 tháng 3, cô livestream bán hàng. Trên Weibo, diễn viên được nhiều khán giả khen mặn mà, vóc dáng cân đối ở tuổi 45.